tiền thì mình vô mình sửa sang, hiểu không? Đúng rồi. Tiền mình vô sửa sang, nhưng mà có cái em thấy nước vô cái em thấy hay không thích rồi. Nước vô tất nhiên là anh phải đào sâu dưới luôn, anh tốn tiền lắm á. Đúng rồi. Anh tốn phải mười mấy, 20 ngàn á, mười mấy ngàn đào á. Của em á, tại mà nó làm cái máy bơm nước ở trong cái nhà kho nhỏ đó anh, cho nên nước thích thôi. Cái này mà dưới basement mình nó có phòng với lại nó có nhà tắm kia sẵn, ngon luôn. Next left and then right turn. Next right and then right turn at the end of the road. Right turn at the end of the road. Đây có chợ này. In 600 meters, right turn onto Hilldale Crescent. In 400 meters, right turn onto Hilldale Crescent. Right turn ahead, and then your destination is ahead on the right. Castle, đâu có phải cái này đâu nhỉ?